phòng khám OIO đang tiếp nhận một vị khách hàng là vị khách nước ngoài đến để điều trị về tình trạng nám và tăng sắc tố trên bề mặt. Thì chúng ta có thể quan sát thấy là vì là cái nền da của khách hàng khá là sậm, kết hợp thêm những cái vùng sắc tố trên bề mặt này nó bị tăng sắc tố, cũng như là nám nó xuất hiện rất là nhiều vùng hai bên gò má và các vùng bên thái dương. Thì đối với tình trạng này thì mình hiện tại bên phòng khám OIO đang sử dụng phác đồ là PDS là Perineum để mà tác động, là công nghệ ở bên Hàn Quốc chuyển giao cũng để mà tác động phân rã cái gốc nám ở tầng sâu, cũng giúp như cái nền da của mình nó sẽ sáng khỏe hơn. Thì đây là công nghệ mới nhất, chuẩn nhất, điều trị em sao có hiệu quả cho những vị khách hàng mà tình trạng nám nặng cũng như là cái nền da của mình nó mọc yếu. Vì giải quyết được hai vấn đề, một là giải quyết được phần sắc tố trên bề mặt, thứ hai là phục hồi được nền da của mình nó khỏe. Với cái tổ hợp mà công nghệ Pico cũng như là cái chế độ phục hồi đặc hiệu để em sao mình có thể điều trị tốt cho cái tình trạng da nám này. Hôm nay là bước đầu tiên mình sẽ trực tiếp mình điều trị cho cái khách hàng người nước ngoài. Tình trạng mà tăng sắc tố cũng như nám nặng như này thì hiện tại mình phải tập trung và mình bắn như là bỏ những cái sắc tố trên bề mặt cũng như là phục hồi cái nền da của mình, cái vùng cổ. Và trên cái nền da của anh ấy thì ngoài cái việc nám sắc tố ta thì cái gốc nám lông nó rất là nhiều, đen tận tới cái khuôn mặt nó đã hơi bị xám một chút. Hãy gửi ngay hình ảnh và tình trạng của mình để được bác sĩ thăm khám cũng như đưa ra phác đồ điều trị sớm nhất nhé.